Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023, đúng 2 tuần sau khi nhận hạt giống chè là, mình tiếp tục lên video thứ hai. Video này sẽ ghi nhận lại quá trình ủ giống và quá trình nảy mầm của hạt giống chè là. Kết quả sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi video nhé. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Vườn Nam Thiên. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và rất vui được gặp lại mọi người. Đây là video phần 2 trong chuyên mục chè là Metsu. Trong video lần trước, mình đã lấy 20 hạt giống chè là ngẫu nhiên để tiến hành ươm. Việc ươm này là để kiểm tra giống. Mình cũng có thông tin là sẽ ủ giống ở điều kiện thông thường để kiểm tra độ mạnh của hạt giống. Như vậy, cách ủ giống đạt tiêu chuẩn là thế nào? Mình nói ủ, và bây giờ mình ủ thông thường thì mình cũng sẽ trình bày vấn đề mà ủ giống đạt tiêu chuẩn đó theo kinh nghiệm của mình. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình về ủ giống thì nó sẽ bao gồm các công việc sau đây. Thứ nhất là mình phải chọn hạt giống đẹp và phơi khô lại hạt giống để cho nó giảm ẩm. Cái thứ hai là đem giống ngâm trong nước. Cái việc thứ ba là trong quá trình ngâm là mình xả nhớt trong quá trình ngâm giống. Công việc thứ tư, ủ giống trong giá thể và tưới nước định kỳ. Công việc thứ năm, đảo giống trong quá trình ủ đến khi hạt giống nó nứt nanh và nảy mầm đó, thì lúc đó là mình gieo. Trước tiên mình sẽ đem cắt lại số hạt giống này, lấy 20 hạt trong số 480 hạt, số còn lại là mình sẽ đem cắt thì cần phải có môi trường bảo quản cho nó tốt. Đó, lưu ý là hạt giống mình để trong bịch thì mình phải ép hết không khí ra. Đó, rồi mình bỏ trong hũ, trong hộp gì đó, đậy kín nắp và bảo quản ở nhiệt độ mát. Đó, mình đây là mình bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh nhà mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành các công việc của ủ giống. Đó là bây giờ công việc thứ nhất, đó là chọn hạt giống đẹp và phơi khô lại hạt giống. Với hạt giống mà có ngoại hình đẹp và có độ ẩm thấp thì cái việc ủ giống đạt chất lượng nó sẽ dễ xảy ra hơn, nó cho kết quả tốt hơn, màu nảy mầm hơn. Tuy nhiên, với cái ý đồ là để kiểm tra cái chất lượng của hạt giống nên mình sẽ bỏ qua bước này. Mình lấy ngẫu nhiên 20 hạt để đem gieo để kiểm tra coi hạt giống có bị ngủ đông sâu hay không. Công việc thứ hai của ủ giống đó là ngâm giống trong nước. Tùy vào loại hạt giống mà nhiệt độ nước để ngâm và thời gian ngâm nó sẽ khác nhau. Với chè là thì theo cái cách làm của mình thì sẽ 2 sôi 1 lạnh, đó là nước ngâm 2 sôi 1 lạnh và thời gian ngâm là 12 tiếng. Còn với việc thử nghiệm giống này thì mình chỉ ngâm trực tiếp vào nước lạnh thôi, nước uống của nhà mình là được rồi. Công việc thứ ba của ủ giống đó là xả nhớt trong quá trình ngâm. Đối với việc ngâm hạt giống mà số lượng lớn thì việc này rất là quan trọng. Ví dụ mình ngâm một thùng đi đó, thì định kỳ cứ phải 4 tiếng mình phải xả nhớt một lần. Số lượng lớn thì nó sẽ sinh ra nhớt và mình sẽ xả ra cho nó sạch và mình thay lại nước mới. Còn với số lượng ít như thế này
Đặc biệt cái này mình chỉ có 20 hạt thì mình cứ để một lần như thế, từ lúc không có xả nước lần nào, nó bắt đầu là từ 7 giờ tối đem đi ngâm và đến 7 giờ sáng ngày mai vớt ra để mà ủ, đó là 12 tiếng đồng hồ. Công việc thứ tư của giống đó là mình đưa giống và ủ trong giá thể với số lượng lớn, thì giống sau khi ngâm mình vớt ra, mình để dạng đóng ở dưới sàn nhà hoặc là cái khu vực ươm. Nếu mà cái nền cát thì mình trải cái lớp bao để cho nó sạch sẽ, mình vung nó lên thành đóng dạng nón, mình vung lên một cái đóng vậy đó, dạng hình nón là dễ nhất. Rồi dùng vải hoặc là bao bố để phủ lên trên, phủ kín lên cái đó, tại vì những cái này là nó giữ ẩm được và nó cũng thoáng khí đó, và mình phải tưới nước định kỳ để đảm bảo cái hạt giống của mình không bị khô trong quá trình ủ. Nếu ví dụ lúa mình thường cứ 2 tiếng 4 tiếng là phải tưới một lần. Khi ủ với số lượng lớn thì cái lợi ích của nó mang lại đó là sự sinh nhiệt trong quá trình ủ. Cái này rất là quan trọng. Cái nhiệt độ trong quá trình ủ nó rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho hạt giống nhanh nứt nanh và nhanh nảy mầm. Còn đối với cái số lượng ít thì mình nên ủ trong môi trường kín để giữ nhiệt cho hạt giống. Do đó mọi người thường thấy các kênh hoặc là các trang trại là người ta hướng dẫn là ủ trong thùng xốp là như thế, để nó mục đích nó giữ nhiệt cho hạt giống. Mình có thể là dùng thùng xốp cái giá để mà ủ, còn cái giá thể để mà ủ thì có thể là dùng sơ dừa hoặc là cát sạch đó, mình làm nửa thùng, ví dụ làm nửa thùng như thế, rồi hạt giống mình rải trên cái bề mặt giá thể đó, sau đó dùng vải ướt để mà phủ lên giống, hoặc là cũng có thể tại số lượng ít này thì mình không cần đảo nên mình cũng có thể dùng giá thể, mình trải một lớp mỏng 5 ly 10 ly nó phủ lên cái hạt giống, rồi cứ tưới nước hàng ngày đó, đến khi mà nó nứt nanh và nảy mầm đó. Cái đó là khi mà sản xuất chuyên nghiệp mình có cái quy trình rồi, là đúng ngày đúng giờ mình mới kiểm tra đó. Còn khi mình làm này với số lượng ít 20 hạt thì mình cũng bỏ trong cái thùng xốp và mình dùng cái khăn bếp, đây khăn sạch đó, mua siêu thị một lốc vậy đó, mình lấy ra một cái đó, mình nhúng nước cho nó ướt rồi mình ủ giống vào cái khăn này đó. Tuy nhiên số lượng ít này thì nó cũng hơi mất nhiệt, nhưng mà hạt chả là thì nó cũng rất là mạnh nên cũng không có đáng ngại về cái việc đó. Tuy nhiên là phải đảm bảo được thoát nước. Thùng xốp này mình sẽ bỏ trên một cái vỉ nhựa thoát nước để mà đảm bảo nó không bị úng. Bên cạnh là mình để cái ly nước, cứ hàng ngày là mình tưới một vài lần cho nó để lúc nào cho nó cũng ẩm. Công việc thứ 5 của ủ giống đó là đảo giống trong quá trình ủ. Đến khi mà nó nứt nanh và nảy mầm, tùy vào loại giống và tùy vào mỗi người. Có thể có người là khi nứt nanh là họ đem họ gieo giống được rồi, có người thì chờ cái mầm nó nảy đến một cái mức độ nào đó mà họ thấy là hợp lý thì họ mới đem đi gieo. Với việc thử nghiệm này thì mình cũng không quan trọng,
Đó, mình sẽ làm để vài tuần để xem coi thế nào, để coi cái mầm nó, nhưng tất nhiên không để cái mầm nó quá dài. Đó, cũng tối đa cũng khoảng cái mầm nó ra 1 cm thì lúc đó cũng phải đem đi gieo, chứ không dài quá thì nó gieo nó cũng không tốt, nó lại gãy mầm. Và bây giờ mời các bạn xem kết quả của quá trình ủ này. Ngày nào mình cũng kiểm tra. Trước tiên là tưới thì sẵn kiểm tra luôn, thì nó cũng rất là lâu. Cái nguồn nước để tưới đây là mình lấy nước của hồ cá, nên mình có nuôi ít cá cảnh cho vui. Thì nước này là mình lấy ra tưới cây, và cũng ủ giống luôn thì nước này nó sạch. Cái nước uống của mình đôi khi mình máy lọc, nhưng đôi khi cờ lo nó vẫn có, nên mình không có dùng cái nước đó. Hạt giống chà là ủ thấy cũng rất là lâu, 3 ngày đầu vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Cứ hàng ngày mở ra tưới, hàng ngày mở ra tưới, cứ thế mà không thấy cái xoay chuyển gì hết. Nhấn like để ủng hộ kênh, nhấn đăng ký để luôn nhận được những video mới nhất. Về vấn đề nảy mầm của hạt giống chà là, thì trước tiên đó là nứt nanh. Tức là cái vỏ hạt tại vị trí nảy mầm sẽ bị nứt để cho cái mầm nó bung ra. Với hạt giống chà là, nó có rất nhiều điểm lạ lùng so với các loại hạt giống của các loại cây ăn trái, cây ăn rau, cây đại khái là những loại cây khác. Mọi người có thể đoán được vị trí nảy mầm của hạt giống chà là hay không? Phía trước của hạt, hoặc là phía đầu của hạt, hoặc là phía đuôi của hạt, hoặc là phía sau lưng của hạt, 4 hướng. Mọi người có đoán được hay không? Trong tuần lễ đầu tiên, những ngày đầu á, hàng ngày mình tưới nước và kiểm tra hạt giống, nhưng chẳng thấy cái dấu hiệu gì bất thường. Và cái khăn ủ này thì 2 ngày mình giặt lại, và mình giặt lại để cho nó khô, nó thoáng, sau đó mình mới ủ tiếp. Cứ 2 ngày là mình giặt 1 lần. Nếu mà ủ giống với số lượng ít thế này á, thì hạt giống thật sự nó bị bất lợi. Cái bất lợi ở chỗ nó là bị mất nhiệt trong quá trình ủ á, với số lượng lớn á, thì nó sinh ra nhiệt, nên hạt giống nó thuận lợi cho việc nứt nanh nảy mầm. Còn mình làm ít á, thì nó mất nhiệt. Do đó nếu mà mình tưới bằng nước ấm cho hạt giống khi ủ á, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, mình lưu ý với mọi người như thế. Còn tuy nhiên, do cái mục đích của mình là thử nghiệm để kiểm tra độ mạnh yếu của hạt giống, nên mình cứ dùng nước lạnh thông thường để mà tưới cho nó. Và đây cũng có thể là cái lý do mà hạt giống nó lâu nứt nanh, lâu nảy mầm đó, cả tuần rồi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 6, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Để hạt giống đôi khi cấp đông, đôi khi bảo quản ở nhiệt độ mát, hoặc là bên nhà sản xuất họ bảo quản thế nào đó mà có thể là hạt giống nó ngủ sâu, nó ngủ đông sâu, và nhiệm vụ của mình là phải đánh thức được hạt giống. Đây mình ủ thông thường để kiểm tra nó thế nào. Còn nếu mà mình ủ thực sự cho sản xuất á, thì mình phải làm bài bản. Đây, mình có trình bày song song 2 cái phương án như thế. Và đến ngày thứ 7 thì đã có sự chuyển biến. Có 3 hạt giống trong số 20 hạt này đã nứt nanh. Trong đó có 1 hạt đã nhú mầm rất là rõ rệt. Và bây giờ chắc mọi người đã biết hạt giống chà là nó nảy mầm ở vị trí nào rồi. Mình trả lời câu hỏi mà mình hỏi 2 phút trước. Hạt giống chà là nảy mầm ở vị trí sau lưng của hạt. Ở vị trí sau lưng của hạt nhé mọi người. Đó là vị trí này. Đây chỉ mới là cái điều lạ lùng thứ nhất về hạt chà là thôi. Và chắc chắn sẽ còn nhiều điều lạ lùng khác nữa mà mọi người chưa từng biết về nó. Vì đây là loại cây nó không phổ biến ở Việt Nam,
Nên việc mà chúng ta chưa biết nhiều về nó, cũng như là chúng ta gặp nhiều cái bất ngờ, cũng là điều hiển nhiên. Và chúng ta tiếp tục theo dõi sự phát triển của những hạt nảy mầm, cũng như các hạt là chưa nảy mầm, nó sẽ phát triển như thế nào trong tuần tiếp theo nhé. Qua tuần thứ 2, tức là ngày thứ 8 đến ngày thứ 14, thì mình vẫn tưới nước đều đặn hàng ngày, vẫn giặt sạch lại cái khăn ủ và kiểm tra độ nảy mầm của hạt giống. Và đến ngày thứ 10 thì hạt giống đã nảy mầm rất là nhiều. Mình trích các hạt giống có mầm dài để đem đi gieo trước, tại vì cái số lượng hạt mà cái mầm dài này nó chiếm khoảng 50%. Đó, những cái mầm dài nhất thì nó hơn 1 cm. Nếu mà mình để dài quá nó cũng không tốt, nó dễ gãy, nó gãy mầm trong quá trình đem đi gieo. Có 10 hạt còn lại mình sẽ để đến cuối tuần thứ 2, đó, tức là ngày thứ 14, để xem những cái hạt này nó tiến triển thế nào. Đó, nếu mà đạt thì mình đem gieo luôn. Và đến hết tuần thứ 2, ngày thứ 14 của việc ủ giống á, thì mình gieo hết số còn lại. Tuy nhiên có 3 hạt giống vẫn chưa nảy mầm. Tỷ lệ nảy mầm này như vậy, tỷ lệ nảy mầm đến thời điểm này là 17/20, tức là 85%. Đây là con số chưa thật sự tốt, mình mong muốn nó sẽ cao hơn, nhưng mà hiện tại chỉ 85% số hạt đã nảy mầm. Còn 3 cái hạt này á thì mình tiếp tục ủ, có thể 1 tuần nữa hoặc 2 tuần cũng được, để xem nó tiến triển ra sao. Trường hợp mà nó không nảy mầm á thì mình cũng xem thì nó hư, nó phân hủy thế nào. Như đôi khi mình nghĩ cái hạt này nó còn không phân hủy được, tại vì nó rất là cứng. Và video tiếp theo mình sẽ ghi lại cái quá trình chuẩn bị, quá trình gieo giống, quá trình chăm sóc và kiểm tra giống sau khi gieo. Mời các bạn theo dõi tiếp những video sau về cái hạt giống chè là Medjool này. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ cho kênh phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nhấn like để ủng hộ kênh, nhấn đăng ký để luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.